Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá một hiện tượng đầy thú vị và cũng không kém phần trớ trêu tại thành phố Hồ Chí Minh. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu là 30,4, phá kỷ lục Việt Nam. Điều này không chỉ góp phần tạo nên mức sinh thấp mà còn đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Nói vui thì, thành phố Hồ Chí Minh giờ chẳng khác nào công viên tuổi thơ cho người cao tuổi. Nói về việc kết hôn muộn, đây thực sự là một bước chuẩn bị kỹ lưỡng của giới trẻ. Chứ đâu phải như ngày xưa, cưới vợ cưới chồng chỉ vì trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Bây giờ thì phải có tài chính vững chắc, sự nghiệp ổn định, trách nhiệm và nghĩa vụ phải được cân nhắc kỹ càng như đang làm bài luận văn tốt nghiệp vậy. Vậy nên, nếu bạn thấy ai đó ở tuổi 30 mà vẫn chưa cưới, đừng lo, họ đang trình bày luận án ấy. Xu hướng sống độc thân ngày càng phổ biến. Nhiều bạn trẻ ngày nay chọn cuộc sống độc thân không phải vì họ không tìm được người yêu mà vì không muốn tìm. Khó khăn về tài chính, đam mê theo đuổi sự nghiệp và khao khát tự do đã biến họ thành những chiến binh độc thân mạnh mẽ. Thêm vào đó, những câu chuyện gia đình đổ vỡ cũng khiến họ dè chừng, cẩn thận hơn trong việc chọn người bạn đời. Một số khác thì vẫn đang trên hành trình tìm kiếm mẫu hình lý tưởng, ai bảo trai tài gái sắc khó tìm làm chi. Còn về chuyện dân số già hóa, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bước vào giai đoạn này nhanh chóng. Hiện tại, thành phố đã có hơn 1,1 triệu người trên 60 tuổi. Thế là bây giờ, đi đâu bạn cũng dễ dàng bắt gặp các cụ ông cụ bà đang sống khỏe, sống vui và sống lâu. Thậm chí, có cụ còn tham gia các lớp yoga, zumba hay thậm chí là nhảy hip hop. Nói đến đây, không thể không cảm thán rằng thành phố Hồ Chí Minh thật sự đang trở thành một vườn cổ tích sống động cho người cao tuổi. Nhìn từ góc độ khác, việc này cũng mở ra cơ hội mới cho các ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí cho người lớn tuổi phát triển. Biết đâu, tương lai chúng ta sẽ thấy nhiều câu lạc bộ dành riêng cho người già xuất hiện khắp nơi, từ chơi cờ tướng, khiêu vũ cho đến chơi game online. Vậy là trong khi các bạn trẻ còn đang loay hoay với sự nghiệp và tài chính để chuẩn bị kết hôn, các cụ đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị thế chùm cuối trong xã hội với sự năng động và sôi nổi không kém phần thú vị. Có khi nào đó, bạn lại gặp một cụ bà hơn 70 tuổi đang livestream trên TikTok với hàng ngàn lượt xem cũng không chừng.